Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Bản tin hôm nay thứ 6 ngày 3 tháng 2 sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Dự lễ kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tỉnh Vĩnh Phúc cần bảo vệ khát vọng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện lời dạy của Bác, phải làm sao cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chủ trì hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023 do Bộ Công Thương tổ chức. Làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban rà soát các nhiệm vụ chủ động triển khai từ sớm, từ xa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Búa Liềm Vàng lần thứ 7 năm 2022. Lễ trao giải vinh dự nhận lãng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Giải Búa Liềm Vàng đã triển khai công tác tổ chức, vận động một cách bài bản, khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả. Sự chủ động và đầy trách nhiệm của 34 tỉnh, thành phố tổ chức Giải Búa Liềm Vàng cấp tỉnh, tạo không khí sôi nổi và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thu hút sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, tiến tới Giải Búa Liềm Vàng toàn quốc, đồng thời nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương đội ngũ tác giả, cơ quan báo chí. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các tác phẩm dự giải và đạt giải là kết quả của sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, tình yêu đất nước, dân tộc, niềm tin và tình yêu chân thành của người làm báo đối với Đảng. Sức hấp dẫn và hiệu ứng lan tỏa của các tác phẩm báo chí về đề tài xây dựng Đảng càng khẳng định trách nhiệm và sự ủng hộ to lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự cổ vũ nhiệt thành của toàn thể nhân dân đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Tham dự giải Búa Liềm Vàng lần thứ 7 năm 2022 có 2031 tác phẩm, trong đó có 72 tác phẩm chất lượng cao xuất sắc nhất được trao giải, gồm 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề dành cho tác phẩm xuất sắc. Sáng nay, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc, mùng 2 tháng 3 năm 1963, mùng 2 tháng 3 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm, cùng tham dự có Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành, địa phương, bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được 8 lần đón Bác về thăm. Đặc biệt, trong lần thăm thứ 7, ngày 2 tháng 3 năm 1963, người đã căn dặn phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Từ một tỉnh thuần nông với sự năng động, đổi mới, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, Vĩnh Phúc đã trở thành một tỉnh công nghiệp, trung tâm sản xuất ô tô, xe máy của cả nước, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ chiếm đến 93,15%, nông lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn 6,85%. Thu ngân sách năm 2022 đạt hơn 40.000 tỷ đồng, nằm trong số ít địa phương có số thu nội địa cao nhất cả nước, nhiều năm liền chỉ đứng sau thủ đô Hà Nội. Công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển, thu hút đầu tư trở thành điểm sáng của cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Vĩnh Phúc là vùng đất lịch sử, chính trị và văn hóa lâu đời. Trong lịch sử lập quốc và phát triển của đất nước, ở bất kỳ thời kỳ nào, trên bất cứ phương diện nào, đồng bào nơi đây cũng tận hiến to lớn, góp phần làm rạng danh lịch sử hào hùng và bất diệt của dân tộc. Một lần nữa, chúng ta tin tưởng khẳng định rằng
Những thành tựu to lớn và toàn diện đó là nhân tố căn bản và quyết định trực tiếp nâng cao vị thế, sức mạnh và uy tín của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc để Vĩnh Phúc phát triển nhanh, bền vững và nhân văn trong giai đoạn mới. Tôi muốn nói là phát triển nhân văn ở đây, như tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh, tôi rất tâm đắc cái điều này. Và phát biểu vừa rồi của đồng chí Bí Thư cũng nhấn mạnh, trong mỗi cái bước phát triển thì người dân là phải được thụ hưởng cái thành quả phát triển. Các đồng chí đã dành rất nhiều cái nguồn lực chăm lo cho phúc lợi xã hội và cho an sinh xã hội. Đấy chính là một cái sự phát triển rất là nhân văn. Và nhiều lần gửi thư khen ngợi. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ năm 1963, Bác Hồ đã mong muốn phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Bởi Bác đã nhìn thấy tiềm năng rất lớn của Vĩnh Phúc. Trước thời cơ và vận hội mới, trên nền móng những thành tựu của 60 năm qua, với vị thế mới và tâm thế mới, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực, chủ động, toàn diện và bền lòng hơn nữa, xứng đáng ân tình và hiện thực hóa thành công sự mong mỏi của Bác Hồ dành cho Vĩnh Phúc. Đề nghị Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh nghiên cứu và thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, song hành chặt chẽ với nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Trước những khó khăn thách thức ngày càng lớn, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vĩnh Phúc trong thời kỳ mới phải thật sự trân trọng bảo vệ khát vọng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khoán 10 năm xưa, cổ vũ ý chí tự lực tự cường, tinh thần cống hiến, khát vọng giàu có và khát vọng phồn vinh. Bác đã nói như thế rồi, thì cái khát vọng giàu có và khát vọng phồn vinh phải thấm vào nhận thức và hành động của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, của mỗi cán bộ chiến sĩ, mỗi người dân và toàn bộ hệ thống chính trị Vĩnh Phúc, tạo sức mạnh tổng thể và động lực mới vì phát triển đột phá nhanh, bền vững và nhân văn trong những năm tới để sớm hiện thực hóa lời căn dặn và kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Vĩnh Phúc cần coi trọng phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa, bảo vệ và phát triển toàn diện môi trường sống một cách nhân văn trên nền tảng các giá trị truyền thống, mang bản sắc của vùng đất và con người Vĩnh Phúc, hài hòa với vùng, với cả nước và sự tiến bộ của thời đại. Tất cả nhằm mục tiêu chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã trao khen thưởng các tập thể có thành tích nổi bật trong 60 năm thực hiện lời Bác dạy, phát động phong trào thi đua yêu nước. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là một đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Thế nhưng đảng cầm quyền cũng có những nguy cơ, trong đó có nguy cơ về sự suy thoái và tha hóa trong nội bộ đảng. Do đó, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đảng ta đặc biệt coi trọng việc xây dựng và chỉnh đốn đảng. Trong mọi điều kiện hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng luôn được đảng ta quan tâm và được coi là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc viết năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa để tiến bộ và để dạy bảo cán bộ đảng viên. Tư tưởng về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đảng ta quán triệt sâu sắc bằng những việc làm thường xuyên, liên tục, tự chỉnh đốn nội bộ, mở nhiều đợt xây dựng chỉnh đốn sâu rộng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói là một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng mà có gan thừa nhận khuyết điểm, chỉ rõ những cái khuyết điểm đó do đâu mà có, thì đó mới là một đảng chân chính. Vì thế, đảng ta luôn luôn sẵn sàng chỉ ra những cái khuyết điểm để rồi từ đó chúng ta tìm ra nguyên nhân và biện pháp sửa chữa khắc phục. Thẳng thắn, trung thực và bản lĩnh, đảng đã công khai khuyết điểm, kể cả các vụ vi phạm pháp luật của hàng chục nghìn tổ chức đảng và hàng trăm nghìn đảng viên, cũng như những hình thức kỷ luật đối với các tổ chức đảng và cá nhân đảng viên có khuyết điểm, xử lý các vụ tham nhũng mà trong số đó có nhiều cán bộ đảng viên phải chịu án hình sự, không ít là cán bộ cấp cao, là ủy viên Trung ương Đảng, thậm chí là ủy viên Bộ Chính trị. Đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm và đề ra các giải pháp khắc phục. Chống tham nhũng và thông tin về kết quả chống tham nhũng đều không có vùng cấm. Việc này không làm đảng mất uy tín mà càng thể hiện bản lĩnh của đảng chân chính. Chúng ta phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ là ngăn ngừa sự thất thoát
tiền bạc của nhân dân, của nhà nước. Mà quan trọng hơn là qua đấu tranh này, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đưa những người thoái hóa biến chất ra khỏi đảng, ra khỏi các cương vị lãnh đạo, làm cho bộ máy trong sạch hơn. Và qua đó củng cố niềm tin của nhân dân tin tưởng hơn vào đảng. Những mức kỷ luật được công bố, những bản án được tuyên đúng người, đúng tội, tinh thần phòng chống tham nhũng tiêu cực theo hướng nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, nhưng vẫn đủ răn đe và giáo dục, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu và thực hiện bài bản trong năm qua, đã khiến nhân dân vui mừng và thêm tin tưởng và quyết tâm sửa chữa khuyết điểm của đảng. Đảng này không phải là một cái đảng để mà đi tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình, cũng phải lợi dụng nhân dân hay lợi dụng những cái tình huống, tình thế này khác của lịch sử để đứng lên cầm quyền và dành một cái lợi ích cho riêng của cái nhóm mình, mà chính là phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Mà muốn phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân thì đảng đó phải là một đảng đạo đức và văn minh, là một cái đảng phải trong sạch, cán bộ đảng viên là phải có năng lực, phải gắn với vận mệnh của nhân dân. Cái nguy cơ tham nhũng trở thành một trong những nguy cơ làm lung lay cái chế độ của chúng ta và đảng của chúng ta. Chúng tôi thấy là càng phải nhấn mạnh hơn nữa, là càng phát triển kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường thì càng phải nhấn mạnh đến cái định hướng xã hội chủ nghĩa, và tức là càng phải giáo dục đảng viên một cách thường. Dù đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, luôn xứng đáng là người đầy tớ, người lãnh đạo thật trung thành của nhân dân. Cả dân tộc đang hướng tới hai mốc kỷ niệm 100 năm thành lập đảng, đưa Việt Nam thành quốc gia đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và kỷ niệm 100 năm thành lập nước, đưa Việt Nam thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Những thành tựu mà đảng lãnh đạo nhân dân ta giành và giữ được trong 93 năm qua là cơ sở vững chắc để mỗi người Việt Nam yêu nước chân chính có quyền tin tưởng, tự hào, vững bước đi tới xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đóng góp thiết thực vào cách mạng thế giới như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều mùng 3 tháng 2 tại Nhà Quốc hội, Chi bộ Văn hóa Giáo dục phối hợp với các chi bộ, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Đảng đoàn thể, công tác đại biểu, tổ chức cán bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nâng cao công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong tình hình mới. Tham dự sinh hoạt chuyên đề có Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương. Phát biểu khai mạc sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Chi bộ Văn hóa Giáo dục Tạ Văn Hạ nhấn mạnh, trong thực tiễn lãnh đạo từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng và xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và đặc biệt quan trọng của Đảng. Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia dân tộc. Tại buổi sinh hoạt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ Đỗ Đức Trung trình bày chuyên đề nâng cao công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong tình hình mới, trong đó giới thiệu quá trình hình thành công tác, tổ chức cơ quan tham mưu của Đảng về công tác này, một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tình hình mới liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, giới thiệu đề xuất một số biện pháp trong lãnh đạo quản lý cũng như trong chấp hành của đảng viên đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chủ trì hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023 do Bộ Công Thương tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng mà ngành công thương đạt được trong năm 2022 và tháng 1 năm 2023. Đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Về nhiệm vụ giải pháp năm 2023, Thủ tướng yêu cầu ngành công thương thực hiện đồng bộ các giải pháp để phục hồi và phát triển sản xuất với trọng tâm là tháo gỡ khó khăn thúc đẩy cả phía cung và phía cầu và đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ngành công thương phối hợp với các bộ ngành địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu,
tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, các hợp tác song phương đa phương để duy trì mở rộng và tìm kiếm thị trường, khai thác tối đa dư địa xuất khẩu của các ngành lĩnh vực có lợi thế và thế giới có nhu cầu. Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh sức mua trong nước, thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, thị trường trong nước, tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác quản lý thị trường, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ. Thủ tướng nhấn mạnh phải coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của sự phát triển ngành công thương, tiếp tục tạo ra thay đổi, nâng cao sức cạnh tranh bằng việc tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Cái thứ năm là phải coi cái doanh nghiệp, đúng không? Coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của phục vụ nó của ngành công thương, thì tiếp tục tạo ra cái thay đổi, nâng cao sức cạnh tranh bằng việc tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh. Bây giờ mình phải có cái môi trường thật tốt, đó, cái hệ sinh thái thật tốt để mà đẩy mạnh cái sản xuất. Bây giờ tháo gỡ về mặt pháp lý, tháo gỡ về mặt cơ chế chính sách, về mặt ưu tiên, về bảo hộ cho sản xuất cho. Thủ tướng yêu cầu có giải pháp cụ thể để huy động và phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa với các hình thức đầu tư phù hợp cho mục tiêu phát triển, tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp và thương mại, hạ tầng năng lượng, thương mại điện tử. Làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 vào sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, chủ động giám sát, khảo sát để phục vụ công tác thẩm tra các dự án luật. Trong năm nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ tiến hành giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật phòng thủ dân sự để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5, chủ trì thẩm tra dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Mặc dù dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 chưa được Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, dự kiến có 11 dự án dự thảo luật, nghị định có liên quan đến hoạt động chủ trì thẩm tra của Ủy ban. Với rất nhiều nhiệm vụ trong công tác lập pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch 81 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lưu ý Ủy ban chủ động tiến hành đôn đốc thực hiện những dự án luật đã có đề xuất chủ trương. Trong 15 cái nhiệm vụ rà soát thuộc lĩnh vực của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cái nào đã chậm rồi thì đề nghị các đồng chí tiếp tục đôn đốc Chính phủ có báo cáo dứt khoát cái này. Và sau khi kỳ họp tháng 5 này, Quốc hội xây dựng 2024 và điều chỉnh 2023 là các đồng chí có kế hoạch ngay là 2023 tháng nào, luật nào, kỳ nào, luật nào và trong từng tháng cho đến cái kỳ họp đó là các công việc gì. Và như thế các đồng chí có mốc thời gian của mình thì các đồng chí mới chủ động đôn đốc Chính phủ và cơ quan soạn thảo được. Phó Chủ tịch Quốc hội đồng tình với Ủy ban chủ động khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, trật tự an toàn giao thông đường bộ để phục vụ công tác thẩm tra. Ủy ban giám sát việc thực hiện nghị quyết số 99 năm 2019 của Quốc hội về phòng cháy chữa cháy. Đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội có nói là giám sát đến cùng và giám sát lại các cái nghị quyết giám sát của Quốc hội. Thì bây giờ các đồng chí đi làm một cái giám sát từ cái khi có 99 đến nay thôi. Chính phủ, Bộ Công an đã triển khai thế nào, thành tích kết quả thế nào, ta biểu dương, ta khen thưởng, tốt quá đi chứ. Còn cái gì chưa được thì các đồng chí chỉ ra cho anh em. Địa phương cũng thế, quán triệt cái nghị quyết 99 này thế nào. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương và đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động từ sớm, từ xa trong các hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra trên phương châm 3 bám, 5 cùng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Bộ Y tế cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, các bệnh viện trên cả nước liên tục tiếp nhận các ca cấp cứu do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, trong đó đã có ca tử vong. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, ngộ độc methanol, đặc biệt với các đối tượng có tiền sử nghiện rượu thì cần cấp cứu điều trị kịp thời để tránh các diễn biến xấu. Đồng thời cần phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành công thương tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu nhỏ lẻ, các cơ sở nấu rượu thủ công. Cục cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại động thực vật lạ, không rõ chủng loại nguồn gốc để ngâm rượu uống, không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không có nhãn mác bán trôi nổi trên thị trường.
Với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện nhiều chính sách nhằm thúc đẩy việc người dân tham gia bảo hiểm y tế. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác vận động, nhưng những cán bộ chuyên môn tại các địa phương luôn nỗ lực tuyên truyền để bà con tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Kinh tế chính dựa vào nông nghiệp theo mùa vụ, thu nhập bấp bênh thiếu ổn định là những đặc trưng của lao động vùng miền núi đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con hàng ngày phải xoay vần với gánh nặng mưu sinh, lo cho từng miệng ăn chứ đừng nói đến tham gia bảo hiểm y tế. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm y tế ở các địa phương, vùng sâu, vùng xa như xã Ehel, huyện Ehleu của tỉnh Đắk Lắk. Người dân ở đây cuộc sống còn rất khó khăn nên trông chờ hỗ trợ của nhà nước. Từ lúc bị cắt thẻ bảo hiểm y tế, bà con cũng không có điều kiện để mua lại. Mong sang nhà nước tiếp tục tạo điều kiện quan tâm. Để vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, chính quyền địa phương nỗ lực phối hợp với cán bộ thôn, buôn đến gõ cửa từng nhà tuyên truyền, giải thích lợi ích mà bảo hiểm y tế mang lại khi chẳng may đau ốm. Tuy nhiên bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn tâm lý trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đó là những khó khăn cơ bản của nhiều địa phương trong phát triển người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn. Một số trường hợp là họ còn ỷ lại, trông chờ vào sự trợ cấp của nhà nước để tham gia cái bảo hiểm y tế, cũng như là một số cái chính sách như bảo hiểm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thì khó khăn ở đây là một số trường hợp chúng tôi bản thân cũng trực tiếp tư vấn, tuy nhiên một số người ta bảo khi nào tôi ốm đau thì tôi sẽ tham gia, nên là nó cũng rất là khó khăn trong công tác tuyên truyền. Trên địa bàn huyện Ehleu thì cái tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số trong địa bàn là tương đối lớn, trên 41% tổng số dân trên địa bàn huyện. Thì về để mà tuyên truyền vận động những đối tượng này tham gia theo bảo hiểm y tế hộ gia đình thì cũng rất là khó khăn. Nhất là về cái nhận thức của người đồng bào dân tộc thiểu số thì hồi trước cái giờ thì họ vẫn cứ đánh nên vào là cái sự hỗ trợ của nhà nước. Nên về cái sự vận động cũng như cái sự tham gia lại thì hiện tại thì khó khăn. Để người dân hưởng ứng tích cực tạo sự lan tỏa của chính sách bảo hiểm y tế trong cộng đồng, trong thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ quan bưu điện và hệ thống đại lý thu để tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Thưa quý vị, quốc lộ 1 qua địa bàn thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị hư hỏng nhiều đoạn và kéo dài lâu nay nhưng chậm được sửa chữa. Nhiều ổ gà, ổ voi tồn tại trên mặt đường trở thành cái bẫy nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, gây bức xúc trong xã hội. Hàng loạt hố sâu trên mặt đường quốc lộ 1. Chỉ riêng tại vị trí này, ở thôn Long Thạnh 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra gần chục vụ tai nạn. Bức xúc và lo lắng là tâm trạng chung của người dân khi liên tục chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông ở đây. Tụi té cũng nhiều lắm, té có hầu đêm tắt cái ngõ của kia để nằm ngay đưa có rửa luôn, máu ai rồi chữa đi, cấp cứu. Còn hai vợ chồng ông đi ra đây, cái cũng đi ra cái cũng té đầu, cái cũng chữa đi cấp cứu, nhờ mặt mai có xe thằng đây nó chữa đi. Đó. Chứ bây giờ ở đây ban đêm ban hôm nữa, có một hai giờ sáng thì nghe cái rầm cái rồi thấy cái hầu cũng như có xe nhẹ nhẹ thì có nồi hay té nhẹ nhẹ thì cỡ đi được, mà té nẹn thì có xe cấp cứu. Còn đây là cách di chuyển khác thường mà những tài xế ô tô như thế này bất đắc dĩ phải thực hiện khi lưu thông trên tuyến này. Chỉ cần thiếu quan sát là tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Rất là lo lắng em, rất là hồi hộp. Xe cũng không biết có cái đoạn đường nó bị hỏng lúc nào thì rất là nguy hiểm cho mất an toàn. Lệ phí thì bọn em vẫn đóng đầy đủ mà bây giờ bọn em thì cũng mong muốn nhà nước là cái đường xá cho nó phải đẹp đẽ cho dân người ta đi thôi. Vâng, cứ... mà tiền đóng đầy đủ mà đi ổ gà này nguy hiểm lắm. Khu quản lý đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi sửa chữa đường hư hỏng ở hai gói thầu 9A 9B thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, nhưng đến nay vẫn chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Do mưa kéo dài hơn một tháng, do đó thì với lưu lượng xe của ngày Tết tăng lên rất cao. Việc sửa chữa đảm bảo là sửa đi mưa, do đó sửa nó cũng khó khăn. Và chúng tôi hiện nay thì chúng tôi đang chỉ đạo đơn vị quản lý sửa chữa tiếp tục kiểm tra và sửa chữa làm sao đảm bảo để êm thuận thứ nhất, thứ hai là đảm bảo an toàn. Nguy cơ tai nạn vẫn rình rập, trong khi chờ cam kết của ngành giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
người dân vẫn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi đi qua những cái bẫy tử thần trên đường. Thưa quý vị, trong hành trình khoảng 470 năm rao giảng tin mừng ở Việt Nam, Công giáo hiện nay với đường hướng sống phúc âm giữa lòng dân tộc vì hạnh phúc của đồng bào đã hòa mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước. Tuy nhiên, trong những năm chiến tranh, khi giáo hội Công giáo và chính phủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn thách thức trong việc giải quyết mối quan hệ giữa đạo và đời. Chỉ một ngày sau khi tuyên bố độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị chính phủ tuyên bố tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết. Và điểm sáng trong tư tưởng của người là nhìn nhận tôn giáo là vấn đề con người, chứ không phải là vấn đề nhận thức luận hay ý thức hệ. Linh mục Phêrô Phạm Bá Trực là Phó trưởng Ban Thường trực Quốc hội ngay từ khóa đầu tiên và là người bạn thân thiết bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một sự kiện đặc biệt bởi thời điểm đó, Giáo hội Công giáo cho rằng theo chính phủ Hồ Chí Minh là đi ngược lại với giáo hội. Và mối quan hệ giữa hai con người đặc biệt này là minh chứng rõ ràng về chính sách tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng của nhà nước ta. Có những người hiểu nhầm thì cho là Cụ Trực đã bị áp lực đi theo Cộng sản, nhưng không hiểu Cụ Hồ. Cụ Hồ là tôn trọng Đức Kitô, Cụ Hồ là tôn trọng Khổng Tử. Thực tế, ngay khi lựa chọn con đường theo chủ nghĩa Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã phải tìm hiểu về vấn đề Công giáo. Bởi thời điểm đó, chủ nghĩa Cộng sản và Giáo hội Công giáo đã có những xung đột về mặt quan điểm. Bác đã viết trong cuốn bản án ấy, chương 8 ấy, thì giáo hội đấy, thì bác Hồ cũng thể hiện đầy đủ rồi. Có những mặt thì cũng hơi rắn, lúc đó đương nhiên phải hơi rắn. Nhưng mà sự thật thì bác đã vượt lên được ở chỗ, tức là bác đã phân biệt những người theo Công giáo Catholic bình thường, tôn giáo của sách, tôn giáo của những cái đẹp đẽ ở trong Kinh Thánh, và những người lợi dụng đưa cái đạo này đi theo những con đường chính trị, mà đặc biệt lúc đó là đồng lõa với chủ nghĩa thực dân. Trong quá trình là giáo sư thỉnh giảng tại Paris, giáo sư Đỗ Quang Hưng đã thu thập được tài liệu quan trọng là lá thư mà Nguyễn Ái Quốc gửi cho mục sư O'Sullivan, một yếu nhân của hội truyền giáo phúc âm Paris, là người sau đó trực tiếp đến truyền giáo Tin lành tại Hà Nội trong những năm 1922-1923. Trong tài liệu này, cách nhìn nhận của người về vấn đề tôn giáo đặc biệt là Thiên Chúa giáo đã được đề cập rất rõ. Bác đã dùng những cái từ là nếu như mà các bạn mà muốn truyền cái đức, cái hạnh và cái lý tưởng cao đẹp của Chúa Giêsu Kitô, nhưng các bạn vẫn cứ gắn với mấy cái người thực dân như thế này ấy, thì các bạn chả lấy được lòng người Việt Nam trong tôn giáo Tin lành đâu. Bác còn nói những cái vấn đề là nếu đạo Chúa đấy có thể kết hợp được mấy đạo Nho, có thể kết hợp được mấy đạo Phật thì đó là cái cực tốt, hay là nếu nói một cách chuẩn hơn ấy, là nó sẽ là một cái nhân văn phổ quát. Tư tưởng ấy là năm nào? 1921. Tức là Bác Hồ mới có một tuổi đảng thôi. Rất là lạ. Sau này, khi trở về hoạt động ở Việt Nam, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ trong những chính sách của chính phủ. Người đã tìm ra các hình thức thích hợp để khuyến khích những người Công giáo đi theo cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đã có thời điểm có đến 5.000, 6.000 người Công giáo tham gia kháng chiến. Họ đã vượt qua kỷ luật của giáo quyền và lựa chọn con đường sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.